Do trời nó cũng hơi tối rồi, em phải bật điện để em quay cái lô loa S30B của Nga về cho bác. Em nhìn đây, em về được 3 đôi S30B ạ. 3 đôi S30B. Trong đó có 2 đôi, 1 2. Hai đôi này đẹp hơn đôi bên trong cùng. Nó đẹp hơn là gì? Đẹp hơn về thân gỗ, còn đôi trong cùng thì là thùng. Thùng nó xấu hơn. Không được đẹp như hai đôi ngoài. Chúng em sẽ quay chi tiết cho các bác. Cái mức giá thì cái đôi trong cùng này, đôi S30B này. S30B đôi trong cùng này, đôi số 3 là giá 2.900.000 một đôi cho các bác. Các bác nào thích loa Nga thì loa Nga thì thương hiệu nổi tiếng rồi. Người Việt các bác đam mê loa Nga đây. 2.900.000 đôi trong này. Còn hai đôi ngoài, đôi số 1, số 2 đều là 3.900.000 ạ. Sau đây em sẽ quay chi tiết từng đôi cho các bác. Chi tiết từng đôi. Quay chi tiết. Lau cho hết này. À đây. Đây là đôi số 1. Em ghi là 139. 139. Về hình thức loa. Đây là loa của Nga S30B ạ. S30B của Nga đẹp. Tất cả thùng còn rất là đẹp luôn. Hai con ngoài thùng đẹp. Ok đẹp luôn. Thùng gỗ tất cả đều đẹp. Mức giá 3.900.000 một đôi. Đôi số 1. Đôi số 2 này cũng mức giá 3.900.000. Đây, thùng nó quay cho bác, thùng còn rất đẹp luôn này. Thùng đẹp, con này màu nó đỏ thấp hơn con kia một chút. Thùng vách còn đẹp. Con đồ là đôi số 2, 2.3.900.000 và 2.3.900.000. Các bác thợ làm suốt ngày thì không tránh được. S30B giá 3.900.000 một đôi. 30B, 3.900.000 thôi này. Sang đến đôi cuối cùng, đôi này có giá 2.900.000, rẻ hơn so với đôi kia 1.000.000. Đôi này là thùng nha. Thùng vách không còn đẹp, không được đẹp. Nói chung không được đẹp nhưng mà như thế này em thấy thoải mái lắm rồi các bác ạ. Vãi được, em quay chi tiết gần cho các bác nhìn này. Về mặt phía trước này. Được, em quay sát cho các bác nhìn này. Gọi là không đẹp, so sánh thì nó xấu hơn thì nó phải rẻ tiền hơn thôi. Đó là chắc chắn thôi, thế là rõ tất nhiên rồi. Bên em bán hàng thôi. Đấy, thùng vách không rẻ. Phía sau thì thùng vách nó không được đét đèn đẹp như kia. Đấy. Nó không được đen vuông đét đèn đẹp như kia. Nó không được khung thành sắc cạnh và đẹp như kia. Được chưa? Đây. Thùng này. Nhưng mà thật bác nhìn kỹ mà xem. Nó cũng chả ảnh hưởng gì đâu, để em quay thật nét cho bác này. Này. Bác nhìn này. Nó cũng chả có sao cả. Chẳng có sao cả. Này về các bác lấy giấy bảo các bác máy mài, bác mài hết đi cho nó đẹp, kèm lại ra mới luôn. Nhưng bên em ở đây này, cứ lần sần này. Nhưng cũng chẳng có ảnh hưởng gì cả. S30B của Nga. Và Nga ấy. Đấy, về thùng vách phía đây. Sau. Hai đôi này thì đẹp rồi, hai đôi này đẹp. Đấy. Nhưng đôi này thì nó có giá của nó thôi các bạn. Chắc về các bác mất 200.000 ra bác thợ mộc, bác làm đẹp sau lưng thôi. Thật ra chả làm thì làm, chả làm thì thôi, chả ảnh hưởng cái gì cả. Nói luôn là về hình thức thì nó không bằng những đôi kia thì em giá thành thì em báo. Đấy, đó là ba đôi loa S30B của Nga. Đôi số 1, 3.900.000, đôi số 2, 3.900.000, đôi số 3, 2.900.000 ạ. Cảm ơn các bác.